tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của chúng ta mỗi bài. Thì trước mặt các bạn, không biết các bạn nhìn xương xương thì có nhận ra cái này là cái gì không nhỉ? Nhưng mà thật sự đó là hai cái vòi nước. Và để xem coi hai cái vòi nước này nó có gì đặc biệt mà anh phải đem lên đây và review cho các bạn. Và nó khác như thế nào so với những cái chiếc vòi nước thông thường ngoài thị trường mà các bạn hay mua ở vật tư xây dựng thì phải. Thì bây giờ anh sẽ tiến hành mở hộp và trải nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Và hai chiếc vòi mà anh vừa mở hộp, anh xin nhắc về cái thương hiệu đó lại, đó là nó đến từ thương hiệu DIIIB và một loại là có mã là DXMB008 và DXMB005. Thì anh sẽ nói cái loại MB008 trước nha. Thì với cái loại MB008 sau khi mở hộp thì chúng ta chỉ thấy là nó rất là đơn giản, chỉ còn bao gồm một cái vòi nước và một cái này như là cái đồ vặn vặn á. Anh nghĩ là cái đồ vặn cái này nè. Đó. Và anh xin bỏ cái này qua một bên, cái này nó bằng nhựa nha. Rồi, thì anh sẽ nói chi tiết hơn về hình dáng cũng như là cái chất liệu của cái vòi nước và là những cái yếu tố mà các bạn rất là quan tâm khi mua những chiếc vòi nước này. Thì các bạn thấy là nó được làm rất là tỉ mỉ và đẹp mắt. Chất liệu để làm nên cái vòi nước này nó được làm từ đồng thau nè, inox và nó mạ nhựa ABS và cũng như là kết hợp với hợp kim kẽm. Thì các bạn cũng biết là nước mà chúng ta sử dụng lâu ngày cái vòi nước thì nó sẽ bị nhiễm chì rất là nhiều, cho nên là cái vòi nước này nó được làm từ cái chất liệu đồng thau, nó sẽ rất là tốt sức khỏe chúng ta, nó sẽ không có bị nhiễm chì khi chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Và đó cũng là một cái ưu điểm rất là lớn so với những chiếc vòi nước thông thường mà các bạn hay mua trên thị trường đó. Và các bạn thấy là thiết kế của nó thì nó không có quá đặc biệt và không có khác biệt lắm so với những cái chiếc vòi nước thông thường ha. Thì nó cũng có trang bị nước nóng và nước lạnh đó, thì cái vòi nước nó chỉ chảy ra một chế độ nước thôi thì phải. Thì một tí anh sẽ gắn hẳn lên vòi nước và trải nghiệm cho các bạn cùng xem. Thì bên dưới nó trang bị chúng ta một ống nước nóng và ống nước lạnh và một số cái bảng lề ốc vít để chúng ta bắt vào cái bàn bồn rửa chén nè, hoặc là chúng ta sử dụng trong cái lavabo trong nhà tắm cũng được đó. Và đó là sơ lược về chiếc vòi nước MB008. Rồi bây giờ anh sẽ nói qua cái MB005 nha. Rồi và bây giờ thì anh sẽ nói chi tiết hơn về chiếc vòi mã là 005. Thì với 005 thì phụ kiện nó có phần nhiều hơn một tí, thì anh nghĩ chắc cũng là đương nhiên và do giá thành của nó có phần cao hơn. Và anh nghĩ là trong cái cấu tạo của nó sẽ có phần khác biệt hơn một tí. Thì anh sẽ liệt kê một số cái phụ kiện sau khi chúng ta mở hộp ha. Ngoài quyển catalog ra thì nó cho chúng ta những cái bản lề để chúng ta bắt vào cái ống nước và một cái cục tạ. Thì anh nghĩ có nếu có cục tạ này thì cái vòi nước này nó sẽ kéo dài ra được. Và bây giờ anh sẽ tìm hiểu kỹ hơn nha. Thì các bạn thấy là kích thước của chiếc 005 này nè, nó có phần to hơn so với kích thước 008 và nó có cái hình dáng là chữ L như thế này. Và so về nhìn về chất liệu và khi mà sờ vào á thì anh cảm nhận là cái chất liệu nó cũng rất là tương tự so với chiếc vòi 008 này, cũng được làm từ inox kết hợp với hợp kim kẽm. Và cái cấu tạo của nó sau cái vòi, cái phần van dặn á thì nó có phần ngược lên một tí và nó cũng trang bị nước nóng và nước lạnh cho mình luôn. Và tại sao cái vòi nó được làm dài hơn? Bởi vì nó trang bị cái vòi, cái phần kéo dài dài đây nè. Lúc đầu anh có nhắc đến cái cục tạ, đó là cái phần nó hỗ trợ cho cái phần dây kéo dài. Và cái này nó có thể sử dụng với hai cái chế độ nước luôn. Thì một tí anh sẽ bắt vào ống nước và cho các bạn xem kỹ hai cái chế độ nước và nó có xịt mạnh không. Thì các bạn rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Ngoài ra thì chiếc vòi này nó còn có thể xoay 360 độ luôn. Đây cũng là một cái ưu điểm hơn so với chiếc 008 lúc nãy ha. Thì cái chế độ xoay 360 độ này nè, nó rất là mềm mại, chúng ta có thể linh hoạt cái đầu vòi nước và rửa ngoài việc rửa trong bồn mà chúng ta có thể kéo vòi ra và rửa xung quanh cái bồn rửa chén của mình hoặc là nhà bếp của mình một cách rất là tiện lợi luôn. Và một cái ưu điểm của 005 so với 008 đó là nó trang bị chúng ta một cái lớp lọc như thế này. Cái lớp lọc nước này nó sẽ giúp chúng ta lọc ra những cái phần cặn ở trong cái phần ống nước ở cung tên hay là cái nước giếng mà chúng ta thường dùng để cái nguồn nước á, dùng để cấp cho nước gia đình của mình. Thì cái bộ lọc này nó sẽ giúp lọc những cái phần cặn đó và nó đưa ra cái nguồn nước chúng ta tinh khiết hơn một tí nha. Rồi đó là một cái ưu điểm rất là lớn. Thì bây giờ để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn cái vòi nước này nó hoạt động như thế nào thì bây giờ anh sẽ tiến hành lắp ráp nó vào bồn nước từng loại và review lại cho các bạn cái lực nước nó xịt ra như thế nào và cái
cái cảm giác của anh sử dụng ra sao nha. Và bây giờ thì mình sẽ lắp thử cái vòi 008 này vô nha. Thì trước khi lắp thì các bạn nên vặn cái ốc này. Khi chúng ta mua về thì cái ốc này nó sẽ vặn sát vô đây. Chúng ta cần vặn để lấy cái ron này ra và chúng ta lắp ở phía dưới cái phần mặt cái bồn của cái bồn rửa chén. Rồi, và sau cái phần lắp ráp chỗ tài đây ngày của anh thì anh đã lắp xong cái vòi nước ha. Thì các bạn thấy là khi lắp vào cái lồng rửa chén thì bạn thấy khá là sang trọng. Và cái phần chất liệu của nó anh nghĩ là nó không có bị oxy hóa nhiều ha. Tại vì nó được làm từ thép không gỉ. Thì các bạn thấy là nó có vòi nước nóng và nước lạnh. Thì ở đây anh chỉ sử dụng vòi nước lạnh thôi. Và anh sẽ mở ra cho các bạn xem cái lực phun nước của nó. Nó dạng phun nước kiểu dạng bọt á. Và nó kiểu như vừa đủ để chúng ta có thể sinh hoạt rửa tay nè. Hoặc là mà anh nghĩ cái vòi này chúng ta sử dụng hợp lý hơn ở trong nhà tắm, hợp lý hơn là ở nhà bếp nha. Đó, và qua nước nóng thì các bạn thấy là nó không có hề chảy nước vì anh đã bịt cái vòi nước nóng lại rồi và anh không có sử dụng được nước nóng và anh sẽ sử dụng nước lạnh nè. Đó, và với cái tốc độ khi anh chuyển qua nước nóng á thì các bạn thấy là nó sẽ tắt liền, thì anh nghĩ là cái tốc độ nó chuyển qua nước nóng sẽ rất là nhanh đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử lắp vào cái ống có mã là 005 vào nha. Thì cái này anh nghĩ là cái phần đút vào đây ấy, sẽ nó dễ hơn so với cái ống kia. Mà mặc dù là nó nhiều dây hơn. Đây là ống nước nóng nè. Sau đó chúng ta bỏ hai cái phần ống nước lạnh này vào. Sau đó chúng ta bỏ cái phần bộ lọc này vào trước. Cái nào to thì mình bỏ xuống trước nha. Rồi, xong rồi cái phần này mình bỏ vào đây. Và trước khi chúng ta bỏ xuống thì chúng ta nên gắn cái phần ron này ở bên đây để cho nó đừng có bị chày trong cái quá trình chúng ta dặn chày cái bồn rửa chén á. Thì ở đây anh cũng không có cần thiết lắm và anh sẽ lòn cái ống này lên. Cái này là để dặn lên cái phần bánh răng ở phía trên. Và chúng ta lắp ráp cái bộ lọc này vào đây. Này, chúng ta chỉ cần nhẫn vô là nó đã lắp ráp xong. Và cái tạ này nó sẽ giúp chúng ta có thể kéo được cái ống nước ở phía trên nó tự động nó giật xuống luôn. Và cái tạ này chúng ta có thể tự điều chỉnh được cái độ dài dây kéo luôn ha. Nếu chúng ta muốn kéo dài thì chúng ta để tạ xích vào cái gần bộ lọc nhất. Còn nếu chúng ta muốn cái phần dây kéo ở phía trên nó ngắn thì chúng ta kéo lên đây ha. Thì anh điều chỉnh kéo vừa phải thôi. Nó sẽ tự động rút cái phần dây lại. Thì một lát anh sẽ demo thử cho bạn xem. Rồi sau đó anh sẽ lắp cái phần dây nước nóng nước lạnh. Thì ở đây anh không có nước nóng thì anh sẽ lấy một cái đồ bít á, anh bít cái vào đầu nước nóng này lại. Rồi anh bít lại nha. Anh làm demo thôi nha. Sau đó lấy này anh vặn vào ống nước của mình, ống nước nhà mình á. Rồi do cái phần khay này á của anh nó không có vừa, nó không vừa nên là anh có thể kêu thợ lại làm cái lỗ này cho nó to hơn, cho nó có vừa cái bánh răng này để anh vặn lại cho nó chắc chắn. Thì ở đây anh chưa có kêu thợ kịp á nên là anh chỉ gắn demo cho các bạn thôi ha. Thì anh đã mở nước ra rồi, anh cũng không có sử dụng nước nóng luôn đó. Bây giờ anh sẽ sử dụng nước lạnh đó. Và anh có thể kéo cái ống này ra nè, sau đó nó sẽ tự rút lại. Đây anh kéo thử cho các bạn xem nha. Nó sẽ tự rút lại bởi cái cục tạ ở bên dưới đó. Và chúng ta chuyển cái độ nước ở đây cái ống này để anh thử cho bạn xem. Đây nè, nó chỉ cần bấm nút này thì nó sẽ tự chuyển qua cái chế độ phun nước. Chế độ này phun mạnh để chúng ta có thể vệ sinh được nhà bếp của mình nè. Và các bạn thấy là cái vòi này á, cái với chế độ phun thường á, rửa thường á, nó không có phun bọt như cái kia, nhưng mà cái này nó có chế độ phun mạnh đó. Chúng ta rửa, cái này để đây chúng ta rửa bình thường. Và cái vòi chúng ta có thể xay tới xay lui nè, có thể qua bên đầu bên đây, qua vào bên đây. Đó. Đó. Các bạn thấy ánh đã dùng tay anh cố định này ha. Cái này nước nóng thì anh không sử dụng nước nóng. Anh sử dụng nước lạnh. Đó, nước lạnh. Rồi, thì đó là một số cái tính năng cơ bản. Thì anh thấy là cái vòi này nó phun cũng mạnh á. Nó chỉ cần chúng ta nhấn một nút là nó có thể rửa như vậy rồi. Đó, nếu muốn chuyển lại thì chúng ta bấm nút này. Đó. Rồi. Xong. Rồi và vừa rồi thì các bạn cũng đã xem qua cái phần hướng dẫn các anh lắp ráp vô cái phần bồn rửa chén của mình. Và các bạn có thể sử dụng qua bồn rửa mặt
hoặc là trong nhà vệ sinh của mình cũng được. Thì Ánh đã trải nghiệm và đưa ra một cái cảm nhận cho các bạn ha. Thì hiện tại hai cái vòi này có mức giá cũng chênh lệch khá là thấp, và mức giá của nó tầm khoảng dao động được khoảng 1 triệu hơn thôi. Và nó được phân phối tại 983, các bạn có thể đến showroom để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn về cái chất liệu và cái thiết kế của hai cái vòi nước này. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả video nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết phần trải nghiệm của Ánh. Bye bye, nhớ làm subscribe nha. Rồi.